em Nguyễn Thiên An, em là học sinh lớp dự bị hệ AP Arts. Em sẽ biểu diễn hai bài, đó là bài Walk to School ở trong tài liệu và bài Mary Ann ở trong tài liệu. Và màn trình diễn này sẽ được điện đàn bởi Thiên Trần Công Diệm ạ.